Lưu Dung Vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Em nói đầu tiên, cô Lưu Dung Vlog chúc cả nhà thật sự sức khỏe. Hôm nay tới nước nữa nghe nha. Nay mấy nay mình chạy hồi 1 giờ kia. Thì nay có tí này cả nhà. Này bắt tí đi theo em ra cột mò trống nè cả nhà. Trải nghiệm hả? Trải nghiệm hả? Thất lưới gió. Em mượn đèn nha nha. Gọi lên sáng sáng trước à. Quá trời bụi hung rồi. Mở đèn nó bụi hung quá. Bữa nay tí về trải nghiệm với mấy anh em mình nha cô chú anh chị. Đi mò tôm lúc 1 giờ khuya. Thì cái video này thì mình quay cách cái video mà dành úp ngày hôm qua đó là 3 ngày cô chú anh chị. Nhìn cũng dễ thích rõ luôn. Tại vì anh em mình còn một số clip dự trù á. Cho nên cô chú anh chị mình vừa thấy cái video mà hôm qua là hết nước. Bữa nay lại vô nước mới là nó cách nhau 3 ngày nha. Quá trời con mùa hung rồi. Sao đây? Dạ. Cảm giác sao rồi? Sống đang đánh rồi, đang bập bên hả? Rồi, tạm thời anh gác máy cho chị. Quá trời mùa hung bu rồi. Tới địa điểm này rồi cho anh chị. Này được đi hơi sớm một chút tại vì lớn cũng nhanh. Ủa hôm nay lấy cái rộng hả? Đó vậy nó mò vô tới đó không thấy đụng gì chân ta. Chảy rồi. Ủa, trứng hả? Thả đi. Khai trương đi. Lấy vô đồng đó rồi. Làm đi. Đã nào. Kỳ đó. Hình không có động tĩnh gì vậy. Làm đây cái ủa ô trời. Thằng cơ. Quá im. Thầy cái cây nghe tay nghe lại mày. Cái em cầm nha. Mở cái miệng ở sẵn đi bỏ tôm vô. Có tôm dâm luôn hả? Không luôn. Gì vậy? Ủa vậy? Đó nó, bụng con rồi nè. Bự nhỏ đây. Thả luôn. Ôi giời trời, kì vậy?
cắt này không vậy, có thả không? Không có chỗ nó bể nó cũng có ngã. Có điện thoại. Để không? Trống này thường mò nó chút nhất. Bữa nay mèo kỳ kỳ vậy ta. Đúng sai, đúng sai. Biết là đúng sai. Ôi, dư. Ôi, gặp. Thật cái vậy. Thôi dư, trời, bữa nay thương cái vậy. Này quá thưa tôm à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có tình trạng với bạn thịt gọi nhé. Ôi da, bị tăng hỏi cái trời. Con gắn bữa nay không đụng luôn nè. Mất tiêu rồi đó. Mấy, cua. 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 Phải không? Coi vậy mới được. Mất tiêu rồi. Nhỏ bỏ đi. Ở dưới thứ sai nó một dạng. Lên mò đụng ngay với lại. À, mò anh chồng. Hả? Sao mò đụng ngay vậy? Là lạ dữ hả? Là lạ theo á. Gà mở tay phải bóp nha. Rồi đó. Đúng sai nữa. Có chị bầu. Tính đưa lên. Nha hả? Ừ. Bầu không mà. Bầu. Thẹt á. Thẹt. Tính đưa lên sao lại. Cầm kè. À, kìa, thấy không tí? Ôi, ướt bụng. Có đủ ăn đó nha, chú vừa nha. Khó gì mà có ăn cơm với trời. Cống này thường là mò tệ tệ cũng chục ngoài 20 con. Bữa nay mới 3 con tôm à. Đó. Kỳ tí. Thật. Biết xuống dưới làm sao thôi. Thường trong tất cả các cống, cống này trúng nhất. Quay xương lại cái đi. Vớt được con nào lắm. Bữa nay bắt ngót rồi đó. Mời giấy cống bữa nay tự cho. Cống gà không có xả hay gì, thấy xì non mà. Ủa, vợ chạy. Năm tôm nên anh bắt 4 con đó. Cái tay phải bóp này tí. Bóp hả? Ừ. Thiệt bộ. Cái tay không bóp gà đụng nó mất tiêu à.
tầm một mini không. Cái này đói luôn à. Cống này xả nó mới trúng nó vậy thôi. Chạy vòng vòng ra đây mò rồi. 2 giờ rồi cả nhà. Rất thơm rồi nó. 1 giờ rồi đi. 2 giờ. Nay về tới nhà chắc hừng sáng. Cống này không sáng nước nha. Nhưng mà cái cống này người ta không có ấy. Không có xịn. Hả? Chị em nè. 6 em. Tôm đếm được rồi đó. Hơi lo lo à. Hơi lo lo à. Trời ơi. Tôm nghĩ cộng... sao ở đây có con tôm gì trời. Cống có con tôm màu á. Tôm dăm màu á. Tì. Ngóc của mình lên cái lạnh nhắc. Tình hình gì đây? Có à, không động luôn. Tình hình gì đây? Ê. Tính tính nói nhí chưa có con nào bỏ rộng rồi. Ngồi ra ngoài luôn. Cái gì? Vô mà. Hai con đó. Hả? Vô sâu rồi mới ra ngoài. Rồi đó. Tí đụng với ông tí. Đụng chưa? Đụng cảm giác đụng đường tôm chưa? Đi vô rồi nó búng ra lại. Vô nó lên nè. Xong rồi thấy nó khó bắt không? Khó. Coi clip thì thấy nó đơn giản không? Tí ơi, giờ coi chừng nọc ấy còn nhiều lắm nha. Coi clip thấy bắt đơn giản không? Dễ ăn đó. Dễ ăn đâu. Phải có nghề. Biết chút xíu nghề mới được. Cái chồng này nó mất tiêu rồi đó.
Đó, mà sao lên nhặt kìa. Từ từ kìa. Từ từ. Từ mọi xuống xuống xong nha. Mai túi ba gan mang theo mà đừng. Dính con cá này. Cậu trong bắn. Có hả? Bắt kem đi. Bắn gì vậy? Để nó nghe miệng cống luôn nè. Cống này cũng gần. Bắt nhé. Vậy kho kho ăn. Nè, mấy năm đi họ đi nó đi tới luôn đi đập. Ê, chỗ này miệng thấy dữ lắm nha. Lội qua đi, lội qua đi. Lội qua đây, đi tới đây. Em lấy hết nổi rồi thích. Không biết chỗ nào, thấy bẫy lên em sao thôi, có dính. Khi nó lạnh đó cả nhà. Đồ thứ sai. Thứ sai luôn. Đấy nè. Trời thì gió hiu quá quá. Phê quá. Bị lạnh. Chê ngon hơn quá. Đúng kìa. Bắt ăn nó kịch thiệt. Nhưng mà nó nằm ở trong đan. Con này à... lặn dữ lắm. Cái vậy? Học nữa hả? Cá nâu một tí xíu. Trời trời trời, cá nâu nhỏ, cái nâu bỏ đi, đừng có chụp. À à. Nước này ra tôm ấy, cũng chọi chọi hết rồi. Cắn cái hết rồi. Nặng rồi đó, chân đạp bóng á. Mấy bao em không có nha. Có mè bữa nay mình bắt mình vô đây cho được rồi đó. Đấu bằng lần mình đi thử thách đâu. Lần đó anh Tài một hơi con hai con thôi. Có lần đó là trúng nhất. Tôm nó giỏi em nó gì vậy trời. Tài kìa, Tài kìa. Tôm nó mở sâu quá vậy. Tài à. Cái gì? Ồ, con con. Bắt nè. Rồi. Dư sai. Cái kẹ hả luôn. Trời ơi. Kìa. Ngay bầu này. Nè. Bắt cá cho quay phim luôn vậy đó. Ví dụ mà lỡ có dính á thì cho thì mình xin. Chứ không có nhu cầu. Lỡ dính đó. Ừ. Trời tôm chà bá bầu luôn. Nhu cầu bắt cá cho quay phim nữa. Có tôm nè. Có nè. Ơi. Cống này có tôm đó. Tôm dâm bính rồi. Tôm này chắc rồi. Rồi. Cũng là tới danh luôn rồi danh. Trời tôm chà bá nhi ơi. Vừa vô cái bể. Có tôm nghe. Đủ ăn nhí rồi. Tôm nào hết thầy. Tôm vô quần cũng nhí. Tôm nó hết thầy. Hết thầy hả? Ừ. Sao? Từ mình lấy lại. Mình quần quần trong mé đi, hồi mình hay ra sâu. Cao thủ mò tôm Sài Gòn chưa dính nha cả nhà. Mà chả nó mò câu không à. Đó. Sai. Vô, mai túi ba gan mang theo mà đựng. Thơm thơm, nó có tinh thần. Bớt bớt lạnh rồi. Vô gì đâu, mình thinh rồi. Đánh thủ, đánh bù cạp. Vô không nghe nè, gì hết trơn. Đó,
thứ khai luôn. Mò tôm mà nó gầu gì không. Hình như mấy cái cống hôm nay, cái đợt này mình ra là ít có tôm càng nè. Ra ba không đợt, ít tôm càng. Câu được hơn, đi được con. Bữa nay chuyện khó lắm. Bắt trong răng thì dễ hay Tây? Ừ. Mấy gốc cây lụm được. Ở đây cũng nó bún quá. Chặt cho nó tiêu đó các bạn, được chưa? Trời trời, mình bịp kêu gì kìa. Ừ. Lớn hả? Thôi chưa đó, dễ gì. Hả? Giờ này lớn chắc anh em đói thiệt á. Cái gì anh Tài? Giờ này chắc đủ cỡ hai gói mì hả? Rồi. Ăn cua. Ôi bỏ đi. Cua nhèm á. Thọc qua đây. Rồi. Để em gặm. Mới đây bị chích hả? Trời ơi, thấy nó ấy ấy, đừng có chụp. Sâu. Bể bao ngoài này, nó cạn. Bể bao ngoài đó đó. Mò qua quận đi rồi ra bể bao. Chưa trường có anh ba. Anh một năm. Anh năm à? Cống này là cống sâu nhất. Bây giờ có đục nhiều không phải? Không. Còn cái nâu nữa đó. Con ngoài đó mà nó bún đi vậy. Cô chú anh chị mình xem, ở nhiều khi nói bắt tôm sao thấy đơn giản, có mua tôm nuôi thả mà. Đó, lụm. Chị vào nuôi thả xuống nước sông, nước mênh mông sao thả được tôm. Mà tại vì nói chung á là mình thấy mò như vậy đó, mình cũng biết chút đỉnh nghề nghe cô chú anh chị. Không biết mò, không biết chút đỉnh mà mò tôm nó bún sảy cho nè. Bắt không được đâu. Anh em mình sống với nó hàng ngày em mà khi mình chặt lên vậy. Học lên vụt xuống nè. Mò mà nghe cái gồi á nè. Mấy nay thì cũng nghỉ ngơi hết 3 ngày anh chồng. Ừ. Mấy nước rồi mà thức đêm nhiều quá. Em anh em nghỉ xả hơi. Chứ đi. Vô nước mà từ từ làm lại. Cái giò ăn tôm cái gì nè anh Tài, anh Tài ơi. Tài à. Cái cạch em đạp không biết dính không nha. Nào nào. Giò bên đây nè. Chứ bằng giò. Đủ sai không? Rồi thiếu sai luôn.
bốn cạch đạp lên đại không biết chín không. Hay tôm nhỏ là mấy phé ngon gì không có nhỉ? Không phé cây nè, ác thì chứ. Bên đây là, bên đây nó có cái dọc nước đó. Bây giờ cái nào cũng ghê rồi. Thật gặp thiếu sai. Ừ, đấy nó em mới để ý rồi. Nước mình đẩy lạnh ngắt rồi. Mình chỉ nóng mà đẩy lạnh. Cũng mà có chút đỉnh nè cả nhà, có mùi thơm thơm. Bữa coi clip gần đâu 12 giờ 2 mấy á, đập clip mà bắt lên lên xong rồi nấu mì á, chạy xuống lục mì đúng mì hảo hảo mà được mì kia không được lên tôi cũng toàn gói mì hảo hảo luôn, mì kia thì nhiều nhà mà có mì hảo hảo thì hết à, rau lục còn đúng gói mì hảo hảo luôn nấu lên dứt. Có clip sao mà nấu nấu mì ăn luôn hả? Gần 12, 12 mấy rồi đó. Hay quá anh Tài ơi. Em đúng chính hiệu mì tôm luôn phải không? Ngàn cốt nói thấy thấy thương mà chú anh chị. Vô xích vô ngoài đó cái lồng chảo nó sâu có 3 mét ngoài á, ngoài đây nó sâu. Ừ tính ra cống này tôm nó nhiều hơn kia mà. Ừ tôm bự không, nói chung mình chịu mằng á, mày mày á ngồi đủ ăn à. Một tôm mà đừng nản. Còn như mình mò ngoài sông khúc có khúc không, khúc bắt lia lịa. Mùa nào mới mùa cá ngát à? Mùa này mùa năm cá ngát xong một tỷ. Giờ đi mà lại cũng hai ngày có đâu nghề đem theo không? Khỏi. Trời ơi, giờ đi đụng hang mắc tay luôn à. Tại chú ý mình đi mò tôm của chú chị vô cống mình đụng hàng cá ngát cũng tới cũng chuyện dữ lắm rồi sao mới gặp anh em mình. Bãi còn mấy ít tập hang bãi còn sao bộ đất cát cái gì không có ít có làm hang cứ là làm vậy quay. Sảy nữa hả? Đụng tới là bún, đụng tới là bún rồi. Mày này có đống bả rồi kìa. Bảy hèm. Mày hèm cái gì thẳng. Có đèn cái đầu ấy. Đây. Ừ đây nè. Đống nguyên cái đống bả này. Tới đây luôn nè. Ừ. Rồi mới tới. Đống bả là gì? Không có cốt mà ban đêm lặn hết trơn nha. Trời đạp. Đụng gì chứ? Kỳ vậy. Đụng con. Rồi đi. Kìa rồi. Đụng con dĩ chứ chạy. Dĩ đây chứ. Bảy 20 con rồi. Những hàng tài. Tài. Anh Tài quá. Dĩ nhóc lên rồi.
đi anh Tệ. Nghĩ cái lần nãy giờ quá chừng rồi, không có đụng mình. Tôm không ở ngoài sâu. Động thế ơi. Em quên em đây. Hả? Ở đây nè. Sớm giờ. Sớm tới giờ. Dư sai rồi, dư sai rồi. Dư sai hả? Dư sai. Kìa. Rồi, hai con ba con luôn. Con cũng sai. Con cũng sai. Dư sai rồi con này. Ừ. Trời. Ừ. Ba cống rồi. Cống là cống thứ ba rồi. Cống thứ ba không có đụng được ảnh. Từ từ, từ từ. Đây đây đây, cầm nha. Rồi, vô. À, em công thứ ba mới đụng được ảnh hả? Thứ ba ảnh hốt quá trời luôn, thiếu sai hai ba con luôn, quá tối mà kìa hết ba hoàng máy mờ quá rồi. Ủa vậy? Ủa con ơi. Rồi tí ơi. Dí rồi. Dí ơi, dạ. Đồng ơi, một căn lửa. Vô, vô, vô. Vô, vô rồi. Trong sâu nghe nhí ơi. Ôi. Quá tồn rồi. Thả luôn. Quá. Đây 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 đây. Quá. Đó, sai đủ sai. Hay quá tí ơi. Cống thứ ba làm được hai con ha. Ô này có mấy này nhiều. Ừ, cống này tôm dâm nhiều có tương lai à. Cống này nó đầy rồi. Cái lồng kiến. Lồng kiến. Cái nhẹ giò nha. Đây, đây có cái sắc trọng quá hả, đưa lên rồi. Sâu kìa, vô sâu kìa ơi. Em có một tay cầm máy à. Con này bắt luôn không? Cá bóng. Cái gì? Cá bóng. Vô luôn. Không phải tôm. Có tôm. Đó. Rồi. Hút cái mắt tiêu. Này. Hai em luôn. Ủa, kìa, kìa, kìa. Hai em luôn. Em sảy rồi. Sâu sâu nhí ơi, con tay à. Bốn con luôn. Trời con. Thiếu sai con. Quá dữ. Quá dữ. Nè. Nè. Ơi, tí quá dính con nữa kìa. Quá dữ. Đi lên mấy miếng bao à. Nhưng mà cốt phải bóp lại nha. Quá dữ. Bữa nay tôm này nhiều nè. Cốc này nhiều tôm nè. Có tôm tạo có tôm càng nha.
nó đó. Để ra ngoài đây. Quay đi. Thả đó Nhĩ ơi. Ừ, nãy giờ hai con nghe. Nhĩ vô có mày mò hai con mọi người. Nước chảy là có tôm đẹp mà. Dạ. Nước chảy à. Nước chảy có tôm. Hiện tại anh Nhĩ à. Đúng nữa hả? Đúng sai. Ồ, con nói Dũng sai. Dũng sai. Ê, có mày tí làm bộn rồi nghe. Ừ. Mấy quên đi chổng hết hả? À. Kêu cao thủ Sài Gòn rồi. Đâu để thua anh Sơn được đâu. Đâu để thua anh Sơn hả? Đúng rồi. Kiếm tôm càng à? Ừ. Cà khịa đi kiếm tôm càng ăn coi chút vậy. Qua bên kia rồi. Nhẹ cay không biết rồi. Hai anh này vô đây làm sao mà không nghe kêu ghéo như vậy? Vô đây làm sao mà không nghe kêu ghéo như vậy? Vô đường cùng luôn kìa. Nhi, mò vô tới cùng luôn đi. Đường nó hẹp quá cho anh bạn vô luôn. Đó thấy chưa? Đừng vô cây luôn. Thôi vậy bắt cây giùm anh. Trời ơi. Điếu xa. Có nhỏ không? Bên đây nè tí ngon. Đi. Anh Tài còn con tôm kìa. Đó, kìa, mấy con trống luôn. Mấy con anh Tài. Hai con. Thiếu xe quá trời hả? Ba con luôn. Nắm nữa. Tắm mà thứ xa cái ba con. Dữ vậy. Thứ xa. 1 2 3. Ba con lấy ba con bắt. Ê, ba con lấy ba con thả chứ. Ba con lấy ba con bắt. Dạ. Ôi trời, cái cổng nặng này của chú chị. Thả rồi chưa? Ký lô rồi đó. Để lặng cái gì ta? Kiếm
xuất gia rồi. Ở ngoài một cái hết biết luôn mà không có con gì đợi. Không bụng muốn. Nó tôm dăm không bụng á. Mẹ bò dính tôm khoe nó muốn cái chạch nó tiêu kìa. Ờ gì vậy ta? Rồi nữa Nhí ơi. Ai? Tại kìa. Không cho. Nó ký rồi chạy. Ngon lành. Ngon lành canh đào. Rồi hả? Đó. Nè cho con này nè. Không. Vậy khô khô. Ừ cho em đi về em thèm mấy con cá cũng hỉnh gì của cô à. Tự nhiên hồi nãy thấy anh bắt con cá ông dừa cái em thèm. Nó. Quá. Dễ cầm hỉnh nha. Ở vậy chưa chắc đâu ha ông anh Tài. Chưa chắc ăn đâu. Đưa lên mặt nước rồi mà còn sảy. Mê rồi, tí mê rồi, phò được mấy con mê rồi. Nhấn xuồng đi tiếp. Hành trình của anh em mình còn khá là nhiều cống của chú anh chị. Bữa nay bắt nhiều đây là tại ba cống mà có nhiều à. Ê, bà cống nhiều dừa kìa, không thất rồi. Không thất cống đầu quá. Thất cống đầu, cống này bù lại nè, nhìn nè. Thấy rồi. Thấy cọng tôm chưa? Thấy rồi. Nè. Ký lô nè. Trên ký. Trên ký rồi. Cống này chảy hay ít. Mạnh nó có oxy quá. Đó. Ui da, quá dữ. Đây. Quán quá. Hơi sình. Hơi có sình. Nó nằm khơi khơi. À, đó. Rồi. Ồ, bông cá. Ồ, bông cá nó lụ tư vậy. Bông cá. Ai biết được. Hả? Không, bông cá, đụng bông cá rồi vậy. Cái mù. Tôm thì nó vút mấy chặt vỡ nè, nó có lùi nè. Hay ngoài trước ba lôi á. Cái bụng ra.
có mấy láng dữ thì trời, không có cây có quý gì đó nè. Cái gì ai không cây anh đi ra ngoài này coi đâu, bởi vì cái ra này lặng nè, cứ tụp càng lên con tôm càng ơi kìa. Học rồi. Con người ta hỏi vậy nhé, tôi hỏi gì nó mì tới luôn. Chạy hết nè. Hả? Chạy hết quá. Màu hả? Cô. Trời ơi rồi. Hèn chi không thích tôm. Không có. Đó. Thôi bỏ đi đây nha. Bị ra thuốc rồi. Tụi nó bắt tôm đỏ lên cái gì chứ. Mùa này đặt đỡ không anh? Thất có chợ rồi. Thất hả? Ừ. Cống này bị thuốc nè. Xe cũng còn kiếm ăn được, mày sợ cái thuốc ha. Thì cũng còn đỡ, ừ. Thuốc thua. Anh đặt nhiêu cái rồi? Mấy cái. Vậy đó hả? Bây giờ một cái lấy không? Được nhiêu nè? Nhiều quá đó. Chí hoài à? Đồ hổ mò thấy nhiều quá, đăng lên thấy nhiều quá đó. Dạ. Được bữa đó ra mò được 5kg. Mày... thấy bữa đó thấy con clip thấy đang mò lên nhiều quá. Anh ở đâu? Ở đây nè. Ở trên con luôn hả? Mò. À. Bên chỗ. Nước này cũng gần lớn rồi hả anh? Lớn rồi. Chưa đủ ăn hả? Trời, tôm nhỏ tôm bầu vậy. Kêu một tí đừng mò xuống xương. Cái nào quá trời cái nào. Ừ. Con này nè, cái gì? Gì? Không. Từ. Bìm. Vô. Nè. Đó. Con này gai. Con gai. Tôm bầu nhiều hơn. Không bắt cái cây đó nè. Cày quá trời cày. Cày lắm rồi đấy. Đồng hóa không vậy? Tôm cái hả? Tôm cái sao đâu? Không nữa. Đã buồn ngủ chạy.
cống nào mà mò có tôm xin ngủ chết. Còn tôi ăn số gỗ mà một hay vào heo khi mò. Cống không chảy cái nó sình quá trời. Cống này chảy thì mò không nổi. Cá nầu gì lắm tí rồi. Hồi nãy hết chưa? Nằm trong mấy kẹt mà chụp vô cái cuốn nó tẹt. Nè thấy không? Như vậy nè. Cái này chụp vô nó hết bún vậy trên đây. Hết bún rồi. Vô đây nó bún nè. Đó. Nó nhảy bún nè. Đó. Tôm mình vô rộng bún chạch chạch như đã chứ. Đó. Trời, hiểu sai à? Hiểu sai. Hiểu sai. Bên đây không có con gì hết. Cái gì anh bà? Ờ, gốc cây đi. Cô nằm bên đó này. Trời. Nhí giật cái gọng tôm xuống em tưởng là con cá vậy đụng em không. Bỏ đèn lên Trầm ơi. Con tôm chậm lắm bún vô à. Bún vô bún ra hay quần quần dưới này. Đã. Có hàng nha. Quần quần hồi đó. Lên coi. Bún ra đụng người phim không ta? Không. Đúng không? Cơm chậm. Chân cơm càng. Nước kiểu gì? Cái gì? Nước kiểu gì? Bụng nhí. Cái cà hà gì? Dưa. Dưa à? Thì đâu không phải rồi. Hả? Dưa bài à? Cái gì vậy? Hết hồn. Hết hồn. Trời ơi trời. Mẹ. Cao thủ Sài Gòn. Đây là này phải giữ là hàng này nè. Trời trời. Trời phải con tôm này ăn nhí. Em biết đâu, trồng trọng à. Kìa anh Tý bắt kìa. Cầm luôn không? Bắt con phải la trời chứ. Ừ, trong cái lỗ đây nè. Nằm trong hang hả? Nằm trong cái bụng cây. À. Hầu rồi. Này chín tấm càng luôn trời. Tí lên tay rồi. Tí lên tay quá anh Sơn ơi. Mày tưởng đâu cái cầm cái càng nó tưởng đâu cái gốc cái rễ cây á. Nhám nhám không? Ừ. Dạ. Vậy là sáng tấm càng bự rồi đó. Tấm càng bự. Nói vậy là tấm càng rồi đó. Tí. Cái tôm càng hả vậy nhí, nói cho anh em lặng hỏi nhí. Có đâu? Không có hả? Tôm gì vừa hả? Mà bự vừa bằng con đó không vậy? Phớt ngang sẽ biết được anh. Trời ơi. Đã giờ bắt vỏ lặng hoài. Đúng là khỉ là thiệt chứ. À vậy không nói thấy tôm càng đi. Nói sẽ gì vừa. Sẽ tôm càng anh bắt được hả? Sẽ càng đi nó nói bắt được hả? Nè vô. Trời, trong đây rễ cây nhiều quá đó, nó bám rễ cây á. Tới công chuyện rồi. Mời anh Sơn lên tiếp chiều với tí. Ừ. Nè, anh Sơn có công chuyện rồi. Mời mấy mình chơi thử thách đi kìa. Ghe vô quá trời. Ghe vô bên bển rồi.
Vô không bánh bẩm á, bánh bự á. Mời chơi thử thách anh Sơn một tí em mò nhiều nha. Tại nha. À. Đâu? Ủa trời 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 trời. Quá dữ, quá dữ. Trời 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 trời. Ngon. Trời ơi. Trời ơi, tại qua đây bị cái gì tại? Ô trời, tí rồi tí. Trời ơi trời hư. Trời quá luôn hả trời. Thuốc nữa trời. Tôm nó đâu coi anh Tài. 300 g cũng hết. Ừ. 300 ăn lên đó tôm đó. Thằng ngàn nó dính lên nó chuẩn rồi. Nhí nãy xẻ con tôm đó hay gì á? Tôm bún mà không phải tôm nằm chỗ đó. Chú qua đây rồi. Bự ghê luôn đó. Quần vô đây nhé. Nó nhiều lúc nó sình rồi nó bự ra. Nó bự vậy đó. Cái bằng ngộn. Trời ơi, tôm càng của anh Tài hết biết rồi. Cấm ba tâm càng mà ngấm con cả nha. Chắc nãy đụng cái sao nó như chúng ta đầy đứa nó. Càng như vừa nó bự. Càng là kìa em như bự. Dạ. Cái này nấu lẩu luôn chứ nấu mì gì nữa tí. Hả? Cái sao? Này nè, mình nhìn. Đưa đèn này em cầm cho. À, không có. Ôi ơi, cái gì gặp rộn, cái gì không dễ chờ. Ai giờ mời chơi em tới. Cốc với anh Sơn coi ai là người mò tôm nhiều nè. Mò đâu mày, nước mày có nước không? Trời có chứ. Nước mày đi là đi suốt luôn đó. Gì? Nó tép rồi. Tôm với sông ngày nào không có nước không? Ê bậy. Nói gì vô trời. Ngày nào cũng có nước. Dưới sông ngày nào cũng có nước nha. Biết ơi là nó ổn. Anh trai bữa nay là số 1 hay là bữa nay là số 1? Hai con tôm càng. Hai con tôm càng. Chơi gì mà luộc luôn. Đỏ ao luôn. Chơi không đem về nhà chứ chơi chơi. Luộc ăn tại chỗ. À, chơi tới luộc tại chỗ. Thấy vậy chứ nãy giờ cay lắm. Cay gì cắn chớ kìa anh Đại. Chọc nghe cái càng mừng quýnh hết trơn hả? Mắc cười kìa, mò dính tôm càng không nói, nghĩ lặn hoài. Nhỏ lặn nhỏ quần hoài. Tôm càng dán dấu. Cô ơi, kiểm tra trứng rồi, thiếu sai rồi. Con tôm thiếu sai mà còn sống. Cá nãy tí đụng bự mà. Cá nãy đụng bự. Cá chưa giật lóc. Bún mẹ. Nhiều khi mấy con tôm càng nó mạnh á. Nó lên. À, hoặc là nó lên chậm á. Chết luôn. Chết luôn. Đây á. Vô trong cái chỗ chảy chảy đó đó. Có tôm không rồi cho nó. Hey.
sáng qua, qua tí vậy tấm càng rồi đó tiêu rồi. Hay chứ. Đây. Trời ơi nữa rồi. Cái nào đâm nữa chứ gì? Cống này xình mà có tôm càng chứ. Nhé. Bỏ vô. Xây không rồi. Chưa xuống rồi. Kẹp. Mình đã nói gì vậy? Hiện tại. Coi thẻ có lạnh quần kìa. Con em mò hoài. Đấy, anh cầm thử đây, coi đủ nước mày chưa? Là 2kg không? Cái này hơn 2kg á. Hơn 2kg đúng không? Hơn. Có hai con tôm càng của anh Tài nó mới giữ. Tài là sao nhất luôn không? Bự là sao nhất nè. Chín. Còn ký 8 à? Một ký lô 8. Wow, tôm này trọng trọng hơn một chút vậy. Ừ. Có ký. Đúng. Gặp. Ôi. Nay trong gạch cũng nhiều chú chị ơi. Con càng nè. Càng này nó chầm bắt. Mỏng cái gì ta? Tôm này ngon ngon không anh Tài?
gạch nhóc chân mà bự nữa nè, gạch cho nè. Anh em mình đi mò vậy, bữa nay làm món tôm nướng ăn với bún nha cô chú anh chị. Chặn mắm chua ngọt vô, có mua thêm miếng chặn dừng với miếng ba gọi họ nướng nè. Anh em cụ Lô Dung ai có ngán tôm thì ăn thịt kèm kèm thêm phải kèm kèm thêm rồi ha, hiểu ý mà. Trời ơi, cái gì đâu, miếng thịt miếng tôm kèm gì nó kèm. Thiếu chai giò nữa. Thiếu chai giò nữa. Chai giò là kẹp vô đúng bài hả. Không. Rồi giò rồi. Phải không? Cái giò chả giò này. Chả giò đó. Là món bún bún thịt nướng luôn. Chả giò này bự luôn á. Chả giò này là ăn lâu nghe. Rau giờ sao rồi đó. Lạc hết muốn nổi luôn. Đủ hiểu không? Từ 1 giờ khuya mà tới giờ này mà. Tới giờ luôn mà. Gì chứ không quen. Tôi bị chủ anh. Tôi rác lắm cái đồng hồ nó 7 giờ 10 anh. Chứ thôi ngồi chơi chứ 8 giờ nghỉ. Họ nhìn hoài em nói em cũng nghỉ được còn sớm. Bật lên cái điện thoại lên 8 giờ rưỡi rồi. Và cái đồng hồ nó 7 giờ 10 nằm hoài luôn. Nó kêu hồi 8 giờ đi ngưng. Tối nay 1 giờ đi mà ngồi tới ngồi luôn hồi nó thành 8 giờ rưỡi rồi. Và đồng hồ nó vẫn còn 7 giờ 10 rồi. Hiểu quá. Không hiểu hả? Đồng hồ chết pin, hết pin rồi mà treo lên tường á cái chưa tháo xuống thay pin của chú anh chị. Chứ 7 giờ 10 nằm hoài kêu tí nhậu tới 8 giờ đi nghỉ. Nhậu mà nhìn đồng hồ hoài. Anh nói 1 giờ đi về thôi ngồi chơi cái gì mà thấy 7 mấy còn sớm quá. Anh kêu hồi 8 giờ nghỉ. Mà ngồi hoài thì còn 7 giờ 10 quá. Mà kêu đòi lên 8 giờ rưỡi. Hết uống hết bia hết rượu mà sao mà cái đồng hồ vẫn 7 giờ. Giờ chơi còn chơi chiêu. Có vậy nó biết à, với anh Tài biết đâu, ai biết đâu. Mà đó, em cũng canh giờ rồi, em ngó hoài à. Xà lố à. Ý là nhục trễ đó, cái hồi mình 1 giờ nửa chừng nó mệt. Đến tối vô nằm với đâu ngủ đâu, nằm đó. Cái này được 1 kg 8 tôm. Nhưng mà tôm bữa nay nước này nó bự rồi nè cô chú anh chị. Bành bành không à. Rất ngay nhà tay một con tôm càng duy nhất vậy. Ba con mà bắt được con thả hai con xa tài tài giết trời tài quá sang luôn thả tôm càng không à. Phải mà không bị thuốc mò bữa nay dữ lắm trời. Đúng rồi chính xác thì bị thuốc rồi á mà bữa nay mình mò làm như 2 kg nó không bỏ cống nào hết trơn. Không bỏ cống nào hết trơn. Mà mày biết mấy ảnh tranh thủ hơn mình đó chứ. Đúng rồi. Thì trước mình thì nhiều khi người ta làm đó nước còn nhiều á. Tôm mới nhiều. Tôm mới nhiều. Mà nhà sâu quá con tôm nó lên không kịp á. Nhầm con nước sâu quá lên không kịp á. Lên kịp. Dạ. Bởi vì mới có tình trạng anh Tài dính hai tôm càng luộc. Dính phải cay lắm hả Nhi? Cái càng lên trời ơi. Lúc đó thấy cả hai càng còn tươi rồi đâu thấy của mình nữa đâu. Thì đưa cái đưa cái chốc đen này lên mình đâu có thấy được. Tại vì nó cái chốc đen nó ít cái gì nào nó trước lắm. Nên nó luộc trước lắm. Rồi, cắn dừng da đi, để ngồi da. Đây là cái phần cắn dừng. Ngon.
sào dài quá. Sào nghĩ lặng, nghĩ lặng kiếm được kia bắt rồi. Quá rồi, quá rồi trời lặng. Quá trời lặng rồi, chảy con lặng quá trời lặng. Tâm bự luôn. Ta con tóc chạy lại hả? Hiểu rồi. Wow, mắm làm bằng ớt hiểm của chú anh chị. Cho nên là không có bà mở bún cho nên nó không được đỏ, khiến nó vàng vàng. Ba gọi nướng, tôm nướng, chẳng dừng. Một khẩu phần ăn là mình, bữa nay mấy anh chị em mình sẽ ăn bằng tô. Cho nó gọn cả nha, bún mà, trang vô. Này có bé Phương lên chơi nè cả nhà. Đó, à, anh Sơn với chị. Chào cả nhà. Tối nay là sẽ có tối nay đúng không? Tối nay sẽ có một cái cuộc thi nghe cô chú anh chị giữa anh Sơn với Tý. Tối nay mình là phụ hở thôi nha. Tối nay mình chỉ đóng là phụ hở thôi. Năm thùng á, gán mò nha. Mình đi kiếm cá ngát còn giao anh Sơn với Tý mà tôm. Năm mà tôm nữa nha. Không, em tối nay cũng trải nghiệm được rồi, cũng có kinh nghiệm chút chút rồi. Anh biết cặp, em biết cống nào rồi đó, có tôm sao sao. Cái này là đi bãi nha. Tối nay đi bãi, mà, không có đi chỗ tối nữa. Ừ. Tối nay đi bãi á, biết cống đâu. Tối nay là địa hình của anh Sơn. Tối nay là địa bàn của anh Sơn á. Mang cái bình xịt. Có kinh nghiệm mò cá nâu chưa? Hả? Hả? Có kinh nghiệm mò cá nâu chưa? Cá nâu không chơi. Có luôn rồi, cá nâu không chơi. Con dành đâu? Hồi đó anh bị cá nâu đâu, mình đang lén đi trên né. Dạ dạ. Anh không còn, anh gấp vô nè. Chia ra, chia ra. Gấp đi. Rồi, chia chia ra, chia ra. Chia đều đều đi. Ăn không đàn rồi em. Phát đũa tí. Dạ. Đi đâu mà giữ thận anh nha. Số 4. Nửa kilo. Chậm lại sao không bỏ chậm nữa, còn tôi chậm nữa. Khoan khoan khoan. Mình gấp lượt cho hết luôn đi. Ừ. Còn thịt hay ăn thêm một chút. Đây đại với thịt đi. Ôi gấp cái chẳng dừng chia đi, chia ra trước anh nhé. Cái thịt ba gọi thì từ từ. Thôi anh đi ăn. Ăn cái chẳng dừng. Chẳng dừng. Rồi mình xin chia ra đi. Dạ thì đưa chẳng dừng với tiếp theo vô đây. Ừ, đây. Còn đó. Nguyên dĩa kìa. Không. Được rồi, cái đó được rồi. Cái này gọn nha. Gọn mà ngon. Chăng chăng chăng. Nước mắm kẹo luôn. Ở công chuyện nữa. Công chuyện rồi. Rồi. Cù lôi chung vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn bún, thịt nướng và tôm nướng nha. Quá trời rồi, bữa nay nướng không à. Này ăn sáng luôn nè. Sáng luôn, đi khuya về làm luôn. Ăn trộn lên, rồi thậm to ăn trộn. Rồi mời cả nhà nha. Ăn tôm, thịt nướng. Tôm nướng. Tôm nướng với bún nha. Chào anh. Đậm đà hết. Chút mắm rồi đó. Dạ, mời cả nhà. Nhí có tiệt chiêu là mắm rồi. Mắm ngon thiệt. Ngon. Đúng chị? Ngon. Chào bà Phương, mấy điểm? Dạ ngon quá. Cô này chắc phải cả 100k đó. Tôm với thịt nữa hả? Cái này làm tô hoa, tô không dưới tô nào mà chồng tô. Tô bún này nửa ký nữa nè. Bún cái ca nửa ký. Ốm mà cho ăn nhiều không à? Không nghe là mình mua chả giò. Chả giò vậy đúng không? Ăn nhiều thứ quá nó bị gói thế vậy. Nó dư á. Nó bị gói. Bữa nay em bị sụt dưa cỡ 4-5kg xiền. Vô cống đầu 6 con tôm là thấy nghi trong bụng rồi. Vô cống đầu tiên có 6 con tôm, nói xong rồi, xong rồi. Cái mòn, cống lấy ra không được nhiều. Có cống nước chảy là mò hơi nhiều.
không có dừa. Ừ. Mới mốt có kinh nghiệm rồi đi mò ban đêm đứng lặng. Sao ngoài không có còn gì hết trơn á. Né không? Nó vô mé hết trơn. Nó phải xương á. Ừ. Nó vô bãi nó nằm hết trơn. Lặng ra hóng bụng con gì luôn trời. Bể bể im im không mé. Không có con gì thiệt. Tối chờ tí lên hỏi tí hỏi em á là đi mò xa không? Em nói lấy xuồng chở gà đảo ngoài á. Chứ gọi nín tin từ ở dưới đầu cầu lên tới này. Còn mấy lần là mình đi bộ mà. Nhưng mà đi dưới sông á, đi bộ mà. Ừ. Mấy lần trước mình đi á, đi tầm cũng gần 2 cây không? Đi vòng về cũng 4 cây không? Mấy lần trước. Sáng nay đi chắc cũng tầm luôn đó. Chạy qua cái cống vậy. Đúng rồi. À, cống bên còn bển á anh. Bữa nay mình đi trong bờ rồi. Mình ngược nghe trong bờ sâu hơn ngoài còn nha. hồi đó đi trên chiếc xuồng mà đi dốc heo bộ ảnh hồi hộp cái gì anh nói chuyện hoài, nói chuyện tới cái còn. Chắc hồi hộp rồi, thấy đêm mà chạy mà. Thấy chuyện suốt luôn. Ừ, nói chuyện tới còn luôn á. Nói chuyện đi đỡ sợ. Đỡ sợ. Đi ra đảo vậy. Đi từ từ ra tới giữa ngoài luôn. Rung quá. Ra giữa sông rung hả? Không đánh quá. Tí gặp mấy trận dông như mình chắc con tí không có đường nào cái nổi. Ừ. Cái thời mà còn chiếc thuyền xuồng màu xanh á. Ừ, cái xuồng nhỏ á. Hồi đó mấy anh em đi là thủ thằng cái canh. Đỡ mà có chuyện gì là ôm cái canh bỏ của chạy lấy người đó. Đó chiếc xuồng nó nhỏ xíu à, chiếc xuồng mà em đi thử thách xong rồi chảy chùm cao su ngủ á. À. Hồi đó đi ngang đầu lao là thằng nắm cái canh như vậy. Đó xuồng nó nhỏ quá rồi chở thêm lưới nữa rồi thêm 4 người. Nữa. Ừ. Cầm cái canh. Giờ đỡ rồi, có xuồng bự, phương tiện nó cũng khỏe. Nó qua đầu lao là níu á, quýu đó. Phải không phải là ôm cái canh á. Đi anh hỏi qua được không? Em nhắm khả năng được. Qua là qua. Mình biết chạy máy nhỏ mình chạy được. Nhưng mà sống mình chạy máy lớn dở lắm. Nó xúc dữ lắm, chịu nổi đâu. Cái này đã qua đầu lao không? Víu. Không mà mấy năm nay đầu lao đỡ. Ừ. Mấy cái năm trước giữ thần. Nước càng rút cái đầu lao càng chảy dữ. Ừ. Càng giận dữ. Ừ. Nước sát thì nào giận hung mấy. Sao rồi ông thần tôm luộc. Mọi tôm đó tươi như tôm luộc. Cầm lên hai con tôm càng. Cay lắm mà anh Tài. Cắn ớt hiểm nha. Cay hơn ớt hiểm. Đó nãy nó nằm trên bờ hay là anh mò dưới đụng nữa nè. Nó nằm dưới. Cũng như người đó Tài bắt tôm càng ấy. Dưới đồng phú đúng không? Mấy anh em mình băng hồ lặng hang cá ngát đó. Ừ. Chùm hang cá ngát á. Vô rồi. Vô rồi ông Danh ơi, vô rồi. Đem lên con tôm càng. Con tôm càng đó có 400 gram. Tôm ừ. Càng là dưới Long Phú. Cũng nghi nghi à. Dạ, dính cái càng mồi vô mình sao nó không bún chảy vậy. Không nhúc nhích vậy nè. Không nhúc nhích vậy nha. Không nhúc nhích. Giả lên rồi thấy hiểu rồi. Rồi sáng có nghi không? Ừ? Sáng đem lên không có nghi không? Cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.